Trong nhiều hình và tượng, Đức Phật Thích Ca có hình chữ vạn trên ngực. Phật giáo Nguyên Thủy có chấp nhận điều này không? Thì câu này sẽ trả lời nhanh. Đó là trong Phật giáo Nguyên Thủy thì không có cái tướng này, tức là không có tướng hình chữ vạn ở trên ngực. Bởi vì quý vị có thể đọc kinh tướng của Trường Bộ để quý vị biết rõ thêm ha. Đó là không có đối với Phật giáo Nguyên Thủy. Và một điều nữa đó là cái cách đắp y của Đức Phật vào thời xưa đó thì có hai cách. Một á, là cách đắp y hở hở cái vai bên phải. Hai á, là cách đắp y trùm kín người, chứ không có một cái kiểu đắp y nào á, mà hở ngực để người ta có thể nhìn thấy ngực, thì không có như vậy. Vâng, câu này xin phép qua nhanh. Dạ.